Hôm nay là thứ năm ngày mùng tám tháng bảy và tớ luyện tập shadowing. Hôm nay bạn聞くだけで覚えるベトナム語フレーズ。聞くだけで覚えるってことはありえないけど、まあやってみましょう。失礼します。入ってもいいですか？Xin lỗi. Xin Xin lỗi, lỗi. tôi vào phòng được Tôi không? vào phòng được không? Xin lỗi. Xin lỗi, Xin lỗi, tôi vào tôi phòng vào được phòng không? được phòng không. Xin lỗi, Xin lỗi, tôi vào phòng được không? tôi vào phòng được không? Xin lỗi, tôi vào すみ phòng ま được せんkhông? が、ちょっとお願いしてもいいですか？ Xin lỗi, Xin tôi lỗi, có thể nhờ một chút được tôi có không? thể nhờ một chút được không? Xin lỗi, Xin lỗi, tôi tôi có có thể thể nhờ nhờ một một chút chút được được không? không? Xin lỗi, Xin lỗi, tôi có thể tôi nhờ có một thể chút nhờ được một chút không? được không? Hội nghị là 何時からですか？ Cuộc họp bắt đầu từ mấy Cuộc giờ? họp bắt đầu từ mấy giờ? Cuộc họp Cuộc họp bắt bắt đầu đầu từ mấy từ giờ? mấy giờ? Cuộc họp Cuộc bắt họp đầu từ bắt mấy đầu từ giờ? mấy giờ? Cuộc họp bắt đầu từ mấy giờ? Cuộc họp Cuộc kết họp thúc lúc mấy giờ? kết thúc lúc mấy giờ? Cuộc Cuộc họp họp kết kết thúc thúc lúc lúc mấy mấy giờ? giờ? Cuộc họp Cuộc kết họp thúc kết lúc thúc mấy lúc giờ? mấy giờ? Nam san, 少しお話があるのですが、いいですか？ Anh Nam, Anh Nam, tôi có thể tôi nói có chuyện thể với anh nói một chuyện chút với được anh một không? chút được không? Anh Nam, Anh Nam, tôi có thể nói tôi có chuyện thể nói với chuyện anh với một anh một chút chút được được không? không? Anh Nam, Anh Nam, tôi có thể tôi nói có chuyện thể với nói anh chuyện một chút với được anh không? một chút được không? Cái xa どのぐらい時間がかかりますか？ Anh đến cơ quan Anh mất bao đến lâu? cơ quan bắt bao lâu? Anh đến Anh cơ đến quan cơ quan mất mất bao bao lâu? lâu? Anh đến cơ Anh quan đến mất cơ bao quan lâu? mất bao lâu? Nan de kaisha e kimashita ka? Anh đến cơ quan Anh bằng đến cơ gì? quan bằng gì? Anh Anh đến đến cơ cơ quan quan bằng bằng gì? gì? Anh đến cơ Anh quan bằng đến gì? cơ quan bằng gì? Report の締め切りはいつですか？ Khi nào là Khi hạn nào cuối là làm báo cáo? hạn cuối làm báo cáo? Khi Khi nào nào là là hạn hạn cuối cuối làm làm báo báo cáo? cáo? Khi Khi nào là hạn nào cuối là làm báo cáo? khi nào là hạn cuối làm báo cáo? どうやってもいいですか？ Tôi làm thế này có được không ạ? Tôi làm thế này có được không ạ? Tôi làm Tôi thế làm thế này này có có được được không không ạ? ạ? Tôi làm thế này Tôi có làm được thế không này ạ? có được không ạ? Asta, 用事がありますので、休ませていただけますか？ Ngày mai em Ngày có việc mai bận, em có chị việc cho bạn. em xin nghỉ nhé. Chị cho em xin nghỉ Ngày nhé. mai Ngày mai em em có việc có việc bận, bạn. chị cho Chị em cho xin em nghỉ xin nhé. gì nhé? Ngày mai em có việc Ngày bận, mai chị em cho có em việc xin bạn. nghỉ nhé. Chị cho em xin nghỉ nhé. Printer は1階にあります。Máy in ở tầng Máy 1. in ở tầng 1. Máy Máy in in ở ở tầng tầng 1. 1. Máy in Máy ở in tầng 1. ở tầng 1. Printer は故障しています。Máy in bị Máy hỏng in rồi. bị hỏng rồi. Máy in Máy in bị bị hỏng hỏng rồi. rồi. Máy in bị hỏng rồi. Máy in bị hỏng rồi. Hỏng. Bị hỏng. Bị hỏng. Bị hỏng rồi. これは私の名刺です。Đây là danh thiếp của tôi. Đây là danh thiếp của tôi. Đây Đây là là danh danh thiếp danh của tiếp tôi. danh tiếp của tôi danh tiếp Đây của là tôi danh thiếp của tôi. đây là danh tiếp của tôi đây là danh tiếp của tôi Nam san là anh hai sao Nam tôi xin sẽ nghỉ ra việc sao? rồi Anh Nam anh xin nghỉ Nam việc xin rồi. nghỉ xin nghỉ việc rồi Anh anh Nam Nam xin xin nghỉ nghỉ việc xin nghỉ việc rồi. rồi Anh Nam
Anh Nam xin nghỉ việc rồi. Anh Nam xin nghỉ việc rồi. Ok, ここまで終了。